Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống của mình. Họ thích ở những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình, giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có được những thành công rực rỡ trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 là tháng cực kỳ thành công đối với họ. Vậy nên những người tuổi Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch này, họ gặp được thành công và may mắn như thế nào về con đường tài lộc, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây về tử vi tuổi Dần trong tháng 8. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các quý vị gia chủ tuổi Dần có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước. Do gặp được quý nhân vượng vận nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của những người tuổi Dần thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng này được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương, thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất kỳ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến bên bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của những người tuổi Dần tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cần cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các quý vị gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân, tuy không quá vượng đào hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài.
Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn. Đôi khi, không khí nhạt nhòa khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi từng tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Sự nghiệp của những người tuổi Dần sinh năm 1962 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự để mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Dần sinh năm 1974 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp trong tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý hành xử. Tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm chìm trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ dàng nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Dần sinh năm 1986 nhìn chung là ổn định, bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý. Có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai nên giữ quan hệ, chớ nên ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác để tránh bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Người tuổi Dần sinh năm 1998 đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp với nhiều khó khăn, bản mệnh có thể phải chịu áp lực khá nặng nề, vì thế cần cổ vũ, động viên, chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với người tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh thân, có nạp âm thạch lụ mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm thân, có nạp âm kiếm phong kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Dần trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống này đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.